Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta hãy cùng tô màu bức tranh của một cô gái rất là xinh đẹp nhé. Chúng ta hãy cùng bắt đầu thôi nào. Chúng ta sẽ lấy màu nâu để tô màu tóc. Sẽ lấy đầu ra để chụp hình lại.